Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với video của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ xách con Golem này đi vào một cái land mà chắc chắn có rất nhiều bạn không thể nghĩ được là mình đi cái land nào. Thì đây anh em ơi, thì đây chính là cái land mà mình muốn đi nha. Thì cái này là tình thế bị ép buộc anh em. Mình thật ra là mình không muốn làm đâu. Lúc đầu là mình xin đi mid kia kìa, tại vì để mình làm video đi mid. Tại vì mình có hứa với anh em mà làm video đi mid, mà tự nhiên tụi nó vào, tụi nó giành hết luôn anh em ơi. Nên thôi, bây giờ mình phải cầm vào đi support anh em. Đúng thiệt, chả hiểu nguyên do nữa anh em. Thì nói chung thì con Golem này đi support thì hồi trước đó hình như tính ra con Golem đi support mình chưa làm bất cứ cái video nào hết luôn hay sao anh em ơi. Đấy thì thôi, sẵn tiện hôm nay ở kênh của mình thì mình sẽ làm luôn anh em. Thì mình sẽ làm Golem đi support. Nhưng mà mình lên cho nó là cái món đồ là hỗ trợ là thiên về giải khống chế nha anh em. Chứ mình không có lên kiểu như là hơi thiên về cá nhân mình chút, giống như là mình lên sát thương thêm á, mình không thích. Bởi vì cái con Golem này á, mình đã mang một phá rồi thì mình nói thiệt, mang một phá thì chứng tỏ là nó đã dư đam rồi. Anh em mà lên sát thương thêm nữa thì nó không có đúng theo cái quy luật của nó anh em. Đấy, thì mình khuyên thiệt anh em nào mà đi support á thì chỉ mang một phá thôi, chứ đừng có lên gọi là phụ trợ là sát thương thêm. Mà anh em hãy lên đó cho mình là một cái giải nha, cái giải rất là ngon nha anh em. Đấy thì bên kia có con Guru nữa thì anh em lên giải nữa là hết bài. Tèo tèo tèo, bắn nó tèo. Đó đúng rồi, đây anh em ơi, thằng John mày về chưa? Ừ không về kìa anh em. Pha này thằng John mà nó đi về trước thì chắc chắn nó sẽ thắng nha. Thằng này nó ngu quá ta. Ôi thiệt chứ, gặp thằng ngu rồi anh em ơi. Ngon anh em ơi. Đó, trận đấu này quá easy game luôn. Chưa gì hết mình đã lụm một mạng của thằng John rồi. Thì thôi xong rồi, chắc chắn là mình sẽ xanh, rất là xanh anh em. Tại vì con Golem này á, mà đầu game anh em mà có một mạng, mà anh em mà còn có level 4 nữa, mà gặp team anh em là một cái team mà hiếu chiến nữa, thì chắc chắn anh em sẽ ăn mạng rất là nhiều. Bạn nào mà đánh Golem á, mà gặp những cái team mà có một chút tính hiếu chiến á, thì chơi rất là dễ chơi. Nhưng mà gặp cái team nào đó nó hơi bị thụ động một chút á, thì mình nói thiệt chơi nó khó lắm anh em. Thì mấy ổng nhát, mấy ổng không dám lên, mấy ổng chơi, thì lấy đâu ra mà anh em có mạng. Thực ra ở đây không phải gọi là KS nha em. Cái này là họ không có dứt điểm được nên mình bay vào mình ăn. Cái đó là trường hợp khác hoàn toàn nha. Chứ khi anh em không làm mà vẫn đòi ăn á, thì cái đó mới gọi là KS nha anh em. Nó như pha này nè, đó, pha này mới đúng gọi là KS nha. Đấy, sao cho ta? Trời, thôi xong rồi anh em ơi, mình ra mình cà khịa như là sai đứa rồi. Một pha này thì kiểu như là hơi ngông nha anh em. Đúng là thì chứ đánh Golem riết cũng có một cái tính, người ta gọi là cái tính hiếu chiến. Thì anh em nào mà có coi thì anh em đã coi mình đã đăng trên những cái nền tảng khác là về highlight con Golem rồi đấy. Đó thì mình hôm qua mà đánh mình, trời ơi, mình thao tác tay mình quẹt nhanh ơi là nhanh luôn. Tay bạn bắt biến ngay anh em thấy không? Đấy, thì mình sẵn tiện đây mình sẽ chỉ cho anh em cái cách mà mình đi con Golem support kiểu như Bình Dương nha anh em. Đó thì riêng về Golem ở Bình Dương thì anh em đã biết rồi. Thì đi support thì không có nghĩa là chúng ta không được phép ăn rừng. Đấy, thì và mình là một người Golem đi Bình Dương. Đấy, mình sẽ ăn hết rừng luôn anh em ơi. Nói chung là không chừa bất cứ con gì hết nè. Đấy, khi chúng ta làm về một cái gì đó thì chúng ta phải đảm bảo rằng cái tính gọi là cái tính đảm bảo cái kết quả, phải giành chiến thắng chúng ta mới được làm anh em. Anh em vào cướp rừng của rừng bên mình á, mà anh em còn đánh thua, còn đánh ngu, thì chắc chắn lúc mà anh em bị ăn chửi thì anh em phải im lặng và chịu. Còn khi mà anh em vào cướp rừng bên mình đánh hay, đánh rất là pro, gánh tim các kiểu như thế này nè anh em, thì rừng bên mình chắc chắn sẽ không chửi. Đấy, và mình là người đang thực hiện điều đó nha anh em. Đó, mình sẽ farm hết. Không biết ngủ không có sao không nữa thiệt. Mình là một kẻ tổn thương, nhưng mà mình lại muốn đi tổn thương người khác anh em. Hey, thiệt khổ thế. Hôm nay anh em cho mình làm chút gọi là Golem sad boy nha anh em. Đấy, làm chút sad boy thôi. Tại vì pha này chắc mình bỏ anh em ơi, pha này mình lên mình thì thằng John ấy nha. Thằng John thì nó kiểu như là một con tướng, nó hơi khá yếu về giai đoạn đầu game anh em. Anh em nào mà chơi John rồi chắc chắn sẽ biết bộc phá. Đấy, ngon anh em. Ba mạng ở đầu game thì quá là ngon luôn. Thì anh em nào mà chơi cái thằng Yata này thì thằng tự nhiên nó ghét mình sao ta. Thằng này tí nữa mình phải mem giết nó anh em. Tại vì mình biết được rằng là con John á, ở cái giai đoạn đầu game từ mà tới chưa tới phút thứ 12 đó, là mình nói thiệt bảo đảm con John nó cực kỳ yếu anh em.
anh em nào mà nói đầu game con Yon nó xanh thì mình cũng chịu thua luôn chứ. Tại vì con Yon nó đầu game á, thà mà chọn con AD đầu game mà đánh chúng ta ép á, thì mình nói thiệt, anh em khuyên thiệt là anh em nên chọn những con như là Violet là một nè, con Tèo là hai, và những con AD khác. Thì riêng về như con ở đầu game yếu là con gì anh em? Thứ nhất là con Thorne, thứ hai là con Yon. Nhưng mà con Thorne bây giờ lại được tăng sức mạnh thì mình không biết đầu game nó còn mạnh hay không. Nhưng mà mình chỉ biết được rằng là con Yon đầu game rất là yếu anh em. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Thiệt chứ, mày quýnh bố mày nãy giờ. Đuổi nó ra ra. Đúng rồi, lụm mạng nó liền. Đây xử nó luôn nè. Ui cái thằng cưỡi ngựa này. Ở trong đây là chúng tôi là chơi game chứ không được cưỡi ngựa nha. Đó anh em thấy không? Quá là thiệt chứ, không ăn được mạng nào cả. Thì bây giờ khi chúng ta không ăn được mạng thì chúng ta chắc chắn sẽ bị thọt vàng. Thì thọt vàng chúng ta sẽ làm gì anh em? Chúng ta xuống loot anh em. Loot bùa đỏ. Loot bùa xanh. Đó anh em thấy không? Mình là một người rất là đàng hoàng. Mình mà đánh á là phải thắng mình mới dám làm nha. Anh em nên nhớ nha. Thắng mới được quyền. Đó anh em ăn bùa người ta. Mà anh em đánh mình ngu ngu vô ăn bùa là nó chửi anh em. Đó từ nãy giờ mình đánh rất là cũng gọi là ổn nên thằng khỉ nó không có nói gì anh em. Im ru à. Này bọc phá anh em ơi. Đấy, anh em thấy không? Cái lợi thế của bọc phá như thế anh em. Còn cái giải thì cho chúng ta gì? Giải miệng không chế cộng thêm một chút máu nữa thì quá là ngon anh em ơi. Ngu gì mà không dùng. Thì không biết dạo này ở miền Bắc các bạn còn cúp điện nữa hay không các bạn ơi. Thì dạo này mình nghe đâu ở ngoài đó đang rất là nóng. Đấy, nhưng mà trong mình nó cũng không có khác gì anh em. Dạo này không hiểu lý do tại sao trong Nam nó nóng dã man anh em. Buổi trưa mình nói thiệt, anh em mà chỉ cần ra ngoài tầm cỡ từ 1 giờ đó, từ từ cái giấc 1 giờ anh em. Đấy, từ 2 giờ tới giấc 1 giờ mà đổ lại về 12 giờ. Mình nói thiệt chứ nó bể cái đầu luôn anh em. Nó nắng mà nó nóng không thể tả được anh em. Mình thì ở trong nhà thôi, không đi đâu cả anh em ơi. Thì nói chung mà đi đâu thì chúng ta chỉ hoạt động vào tầm lúc 4 giờ thôi. Đấy, mình thì mình đi hoạt động từ lúc 4 giờ. À thằng John. Trời thiệt chết, chết hoài John. Trời thiệt chứ. Giết bây giờ ba mạng đấy nha. Đừng chết nữa John ơi. John này nó báo quá anh em ơi thiệt. Tại vì á mấy ông này đánh á thì kiểu như cái chức tướng mấy ông không có hiểu anh em. Mình đã bảo rồi, đầu game là con John nó rất là yếu. Anh em nào mà chơi best John thì có thể vào đây comment cho mình biết được rằng là mình nói có đúng hay không nha. Đầu game con John cực yếu. Con John nó rất cần farm ở giai đoạn đầu game, giữa game. Thì con John là một cái tướng về lay anh em. Cái tướng về lay thứ nhất, cái tướng thứ hai là nó có đồ anh em. Phải có đồ mới đánh được. Mà đằng này nó cứ lên nó farm mà nó chết thì làm sao mà có đồ. Đấy, cái câu chuyện là nó như thế. Đấy, ôi đam to quá anh em ơi. Thì con John mà anh em mà muốn đánh mà bắn nó ngon á, anh em phải lên cho mình là cái thánh kiếm và cái song đao bảo táp. Và anh em lên thêm một đôi giày nữa. Thì còn may ra lúc đó là anh em đã có đủ cái đồ chơi rồi để anh em sấy đâu rồi. Nhưng mà bây giờ hiện tại là thằng John thì mình nghĩ nó chưa được thánh kiếm nữa thì lấy đâu ra mà nó sóc đao mình được anh em. Trời thêm hai mạng nữa anh em ơi. Trời ơi thiệt chứ. Không muốn ăn đâu. Đó anh em thấy không? Anh em thấy cái lợi thế của gọi là cái gì ta? Cái giải của phụ trợ anh em, nó cộng máu đấy. Chứ không pha đó là mình giết được một thằng đầu tiên là mình đã chết rồi. Đấy, rất là may mắn nha anh em. Rất là may mắn giết được hai thằng mà đổi một mạng. Thì hai đổi một thì bản thân mình lời anh em quá là ngon luôn. Pha đấy là mình đã xác định tư tưởng là chết rồi anh em ơi. Thì mình không biết anh em đã leo lên được mức rank gì và tới đâu rồi. Thì riêng bản thân mình thì mình đánh gọi là tàn tàn anh em. Tàn tàn lên được 30 sao rồi. Thì không biết từ đây tới cuối mùa có lên được chiến tướng hay không thì mình cũng chưa có rõ nữa anh em. Tại vì thường thường á mình đánh á, mình dạo này mình cũng ít chơi game anh em. Trừ khi mình chơi game mà anh em nào mà có cày thuê mình thì mình chơi game. Chứ thật ra dạo này mình ít chơi game đi anh em ơi. Cũng không biết lý do tại sao nữa, có thể là một phần do những cái mang cái tính chất công việc khác ở ngoài nên mình cũng ít anh em. Trừ khi anh em cày thuê đó, thuê mình thì mình chơi thôi anh em. Chứ thật ra mình rất là ít. Thì anh em nào mà thuê mình á thì cứ liên hệ số cái phần Zalo mình để trong video nha anh em. Thôi đấng. Ê bậy nha bạn ơi. Trời ơi mấy thằng này nó cưỡi ngựa xem hoa luôn rồi anh em ơi. Rồi lướt anti nè. Biết ngay mà thiệt. Thằng Diệu Đu nó trưởng dính luôn kìa thiệt. Hai ngày nó ứa mình anh em ơi. Cay thế à. Willen đi support thôi mà. Thường thường anh em nghĩ đi. Đi support mà cầm Willen đâu có bị người ta ghét đâu. Mà sao tụi này nó ghét mình quá anh em ơi. Lúc đầu mình xin đi mid rồi mà tại vì team mình nó cứ đẩy đùn. Cái hồi nó đẩy sao đi support luôn em. Lúc đó trong đầu mình bị đứng hình cỡ 5 giây. Mình chấm hỏi luôn em.
chả hiểu lý do tại sao mà tụi nó đẩy sao rồi nó mới đi sport luôn. Nó tài gì mà nó tài. Lúc đầu em biết không, lúc đầu là mình đứng ở vị trí bích lễ thai á, mình định bích đi mít rồi, mà mình thấy thằng kia nó giúp thì ok, mà thằng giúp mình giúp là thằng vị trí S4 đó, mình giúp nó là nó đi AD, mình giúp cho đã rồi tự nhiên cái bị đẩy đùn sao rồi nó bị đi đi cái lane này nha em ơi, thiệt chứ nó chán mà nó tức không thể tả được, xử lý nó mấy ông. Đấy, nó bắn tôi từ nãy đến giờ đấy. Thằng Do nó chết hơi bị nhiều rồi anh em. Nó hình như là 0607 gì đó, mình cũng không rõ nữa. Thằng Do này nó đánh mà nó báo quá anh em ơi, thiệt. Tại vì cái ông Do này ông đánh mà ông không có support bảo kê anh em. Thứ nhất là thằng Yudu nó không đi bảo kê. Nói chung thì cái lỗi này thì cũng không thể nào mà trách hết nghiêng về phần của Do được. Nhưng mà nói chung thì tên bạn kể tên bạn anh em ơi, quan trọng là chúng ta lo tên mình. Đấy, bây giờ mình thì bây giờ là một người đang đánh rất là xanh xao, mình phải nói là đang xanh là thứ nhì của team ấy. Thì anh em có nhớ cái acc này hay không? Cái acc này là cái acc một thời mình đã lên gọi là cái top Việt Nam rồi đấy. Nhưng mà cái thời mà mình lên top Việt Nam thì những cái bạn fan ruột của mình thì biết tới mình, nhưng bạn fan mới thì rất là ít. À, nhưng mà dạo này thì cũng có rất nhiều bạn fan mới đã biết tới mình rồi. Thì cái acc top Việt Nam đó thì bây giờ mình đang chơi anh em thì cũng được hình như là 8 lần đạt danh hiệu top Việt Nam. Thì lần đầu tiên thì mình đạt top 50. Nhưng mà qua cái lúc mà 12 giờ mấy thằng kia nó cày anh em, nó chơi thì mình không có chơi. Đó bị rớt xuống top 52 anh em. Cay thì cái lúc đó mình cay mà mình không thể nào mà mình bộc lộ được cảm xúc luôn á. Trời ơi, mình đã canh cái top 50 để mình lấy cái cục 50 cho nó đẹp rồi, mà thằng nào nó kiểu như nó chơi nhiều anh em, cái tự nhiên cái mình bị lọt xuống lại. Ấy trời ơi, mà nó tức lắm anh em. Anh em nào mà biết được cái cảm giác đó thì chắc chắn rồi, anh em sẽ hiểu được cái cảm giác của mình. Đó, xong rồi lần đó là mình không muốn chơi nữa anh em. Lần đó là mình đánh kiểu như là tàn tàn để mình giữ top thôi. Lúc đó thì mình top 62, 60, rồi năm mấy, 55, 56 gì anh em. Nói chung thì cũng tàn tàn được 80 danh hiệu. Ấy, nói chung nó cũng ngon anh em. Nói chung nó cũng có cái gì đó gọi là kỷ niệm. Thì 8 lần thì anh em nghĩ đi, cứ một tuần là một lần thì mình đã giữ được 8 tuần nha anh em. Đấy, anh em thấy không? Giữ được 8 tuần chứng tỏ là mình giữ cũng được như là 2 tháng anh em. Đấy, đúng 2 tháng nha, cỡ 2 tháng á. Nói chung là mình giữ như thế thì nó cũng gọi là khó khăn. Thì một phần là do cái thời mà mình chơi là đa số là thứ nhất là hắc map, thứ hai là bút bẩn nhiều anh em. Vì vậy bây giờ mình ghét đấu cày đâu mà. Mình nói thiệt chứ bây giờ anh em nào mà không có thời gian mà kiểu như đi học á, hoặc là kiểu như anh em không kẹt thuê, hoặc là anh em không hoạt động những cái hoạt động bên ngoài khác á, thì anh em còn thời gian ở nhà chơi. Thì cũng giống như mấy ông mà đánh live TikTok á, mấy ông còn kiểu như là cày điểm chiến lực thì mấy ông lên top. Chứ bây giờ mình nói thiệt chứ anh em mà cứ để mấy những người khác thì họ sẽ làm cái việc này, xong rồi họ sẽ bị mất hết thời gian không làm được việc đó nữa anh em. Trừ khi thì cái việc đó mà họ đang làm á, mà nó có cái gì đó thì may ra thì họ mới tập trung vào họ làm thôi anh em. Như bây giờ mình đang làm nè. Đó, thì bây giờ không có ai thuê mình kẹt thuê thì mình sẽ làm những việc khác. Thì anh em nào mà có thuê kẹt thuê thì mình sẽ tập trung vào việc đó và mình làm nha anh em. Bây giờ ăn rồng trước u thằng ngộ không này. Anh em thấy không? Mình là đi rừng nhưng mà phải mình đi support, nhưng mà mình kim vị trí gọi là đi rừng luôn anh em. Từ nãy giờ mình để ý là rồng với đồ như mình ăn không hay sao anh em ơi. Đó, thì lý do tại sao anh em biết tại sao mình ăn con bù xanh của thằng ngộ không rồi chứ nhỉ. Đấy, giờ lụm luôn. Thằng ngộ không nó khỏi tiền. Ăn, ui thì không ăn được kìa, cay thế nhờ. Pha đấy mà định ăn rồi anh em, pha đấy là mình xác định tư tưởng trong đầu là nhất định phải ăn, không thể nào mà không ăn được. Trời ơi, tên mà chết hết rồi, thằng John nó đứng đây nè, biết ngay mà. Chạy đi đâu con sâu, ui không đẩy ra sớm à. Pha đấy mình cứ tưởng thằng John nó đẩy ra sớm mình sẽ giải liền luôn anh em. Ai dè không đẩy rồi xong luôn anh em ơi, thiệt đó. Bây giờ thằng John mới có đồ nha anh em thấy không. Đây anh em thấy không, nó đã lên được song đa bảo táp và nó lên được một phần của cái gì ta, cái cung tà ma. Thì bây giờ là phút thứ 14 đó, em thấy mình nói có sai không, là phải qua phút 12 á, thằng John nó mới bắt đầu nó mới có đồ. À mày, thằng này mắc dạy vậy anh em. Mình đã giết nó nhiều rồi, mình không muốn chát rồi anh em thấy không, nó khịa mình kìa, dám chửi mình anh em. Này bố láo, được anh em, mình sẽ ghi thù. Mình quên, mình làm YouTuber là mình không được thù dai anh em. Mình nghe mấy ông kia bảo á, là anh em nào mà làm YouTube thì không được thù dai, chỉ được gọi là để bụng thôi. À mày giờ mày chửi nữa, gì mày nói mày ăn được rồi đó hả? Ừ, thằng này ngon. Thằng này nó dám thách thức một người gọi là người chơi Willian kinh niên như mình, và một người chơi Willian rất là nhiều như mình. Thằng này nó thách thức nhầm người đấy. Tao cho mày thua nè con. Anh em nhìn đi, trận đấu này mình mà thua mình nói thiệt,
mình mà thua là mình xóa liên quân luôn. Từ từ anh em, pha này từ nha anh em. Ồ, pha này sốc được anh em ơi, từ từ anh em. Pha này mình mà sốc là nó đẩy mình ra, thằng Thoro nó dồn ra mấy. Á ha, tem mày giao tranh ngu rồi con. Lụm a à, tóc biến. Khôn á, à, thằng này khôn rồi, xong rồi. Rồi thua. Này thì hả bự. Này thì dám chửi láo lon hả bự. Nó chửi mình láo lon gì vậy, nó dám chửi mình ăn nó anh em. Thằng này bố láo. Thường thường á, mình nói thiệt, mình khuyên thiệt anh em nào mà chơi AD á thì hạn chế kiểu như gáy to đi. Thứ nhất là gáy to mà còn gáy với thằng sát thủ nữa chứ. Mấy ông AD á, đánh cứ lo mà đánh lo farm đi. Gáy cho cố, bị mấy sát thủ nó thịt cho bảo. Đặc biệt anh em nha, anh em nào mà đánh những vị tướng mà thiếu cơ động như con John á, mà đi gáy thằng Willen hay thằng Batman hay thằng Ngộ Không á, chỉ có chết thôi anh em. Ba thằng ấy là ba thằng sát thủ, gọi là chùm sát thủ luôn á. Còn riêng về những vị tướng như là Booster nó không có tăng hình á thì anh em may ra còn né được. Còn riêng mấy thằng này toàn là những tăng hình mà sát thương to không à. Thôi thua rồi. Thiệt chứ, tội nghiệp quá. Mình cũng muốn nhả lắm nhưng mà thôi. À, đằng mà phải win anh em, tại vì mình có nói rồi lúc nãy á, mình có nói là mình mà chơi thua thì mình sẽ xóa game. Thì thôi chắc bỏ anh em ơi, để cho Ngộ Không ăn anh em ơi. Cái gì? Solo à? Mày thiệt chứ, bọc phá hộp kệ á. Trời ơi, lần đầu tiên bị người khác két. Trời ơi, tên bạn cơm bắt kìa anh em ơi. Tên bạn nhìn đâu cơm bắt mắc cười quá. Toàn là chết lẻ không anh em ơi. Tên cái ông này thực ra là cơm bắt rất là mạnh nha. Mà tại vì mấy ổng đi lẻ để chết lẻ nè. Nè, đó em thấy không. Sóc đa một cái nhẹ, giải thêm một cái nữa thì làm sao mà phải đánh thường nè. Trời, đánh thường không được kìa. Ô, ăn ngon ngon em ơi, 14-50. Thì đây là quả cây đen của mình nha. Thì game tới đây là kết thúc rồi anh em ơi. Anh em coi video mà thấy hay thì đừng quên like và bật nút đăng ký kênh lên và bật chuông thông báo để đón xem video sớm nhất vào lúc 18 giờ hàng ngày mình ra nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã bỏ thời gian ra xem video của mình. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ngày mai nha.